chung một lối, đôi khi định nói với em một lời. Tình muốn còn e chung bước đường về, nào biết được khi nói lên nỗi niềm thì nẻo vào tim, mở dòng tay kẹp môi thắm trao xin. Cuối xuân hè tới nhưng chưa lần nói lá thu rơi lại rơi. Em xin giới thiệu, đây là cặp loa Sony XS gạch S11. Bass của lo là 25 cm, lo 3 đường tiếng, bass giấy, mic giấy. Còn kép thì dạng như chấp đơm. Đây là chấp đơm nha. Bây giờ em sẽ quay mặt sau cho các anh tham khảo. Đây, thùng bass khá ok, không có gì để chơi hết. Công suất lo là 50W một thùng, 100W trên cặp lo, trở kháng là 6 ohm, made in Japan. Đồng bộ số series. Góc cạnh. Em ship hàng tàu quốc qua bưu điện, các anh nhận hàng tại nhà. Mua hàng bên em thì vô lòng cho em địa chỉ, em sẽ ship hàng tận nơi qua đường bưu điện. Có hai cách thanh toán, mình có thể chuyển cọc 1 triệu trước rồi nhận hàng, mình thanh toán số tiền còn lại cũng như phí ship cho bưu điện, hoặc mình có thể chuyển đủ đều được nha. Bên em bán hàng không bao ship, vui lòng thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em. Bass 25 cm, cái này lâu năm, cái này là lo cổ nên cái giấy chỗ cái mic nó hơi găng găng này, các thấy không, không ảnh hưởng tới chất lượng. Em đã nhờ thợ kiểm tra rồi, không ảnh hưởng gì hết nên thợ nó để nguyên đi, không có cần thay cái vỏ phía ngoài, cái vỏ bằng giấy phía ngoài, tại vì nó răng răng theo năm tháng thôi, không có gì hết, nên mình cứ để nguyên bản nguyên zin gì sử dụng. Chị em cũng đã test lo rồi, lo hoạt động ok. Hàng em bán ra thì ship toàn quốc. Địa chỉ bên em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Mua hàng thì gọi đến số 0931008099 để em tư vấn và chốt hàng, cũng như gửi hình ảnh chi tiết cho mình tham khảo qua Zalo, hoặc là chốt hàng trực tiếp qua điện thoại. Đây là số Zalo và là số điện thoại bên cửa hàng em. Mua hàng thì cứ liên hệ đến số điện thoại trên bài đăng cũng như địa chỉ em vừa nêu để em ship hàng cho các anh. Các anh có thể cọc trước 1 triệu cho bên em hoặc là chuyển đủ đều được nha. Lo 3 đường tiếng, công suất là 100W một cặp, 50W một thùng, sử dụng tốt cho phòng 50-60m². Âm ly ghép thì từ 200W đã về, tại em đang sử dụng âm ly là 175W. Bây giờ mình cùng nghe thêm một đoạn nhạc test rồi em xin kết thúc clip test. Em quay gần một lần nữa thùng vách cho mình xem nè. Mình nghe thêm một đoạn nhạc đó nha. Ngắm xe xuôi ngược lối. Sony lúc nào cũng vậy, thiên bass nên cái tiếng bass rất là chắc. Nghe nhạc vàng hay nhạc đen, nhạc trẻ, remix đều ok. Dù trước dù sau nhưng cũng một lần gửi đến người thương thiết tha nỗi.